Ngày 25 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi tại thành phố Hà Nội. Hội nghị sẽ diễn ra tại nhà làm việc của Bộ Ngoại giao, có sự tham gia của hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Hà Nội. Đặc biệt có sự tham gia của đoàn ngoại giao các nước, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh tế, văn hóa, du lịch, đầu tư, thương mại, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi, một cơ hội để quảng bá hình ảnh của một Quảng Ngãi năng động, giàu tiềm năng và đang ở độ tuổi thanh xuân về kinh tế đến các đối tác và bạn bè quốc tế. Chuyển tải thông điệp của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, sẵn sàng là bạn đồng hành, là đối tác tin cậy của các đối tác trong nước và cộng đồng quốc tế trong các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch, nông nghiệp và tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước. Đây cũng là dịp tỉnh quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh với cộng đồng quốc tế, tranh thủ vận động các nguồn viện trợ của quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sự kiện chính thức hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023 sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi livestream trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chào xã giao đại sứ các nước. Hội nghị sẽ có phát biểu quan trọng của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Các tham luận của đoàn ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các doanh nghiệp FDI. Tại hội nghị sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông, Trung Quốc tại Việt Nam. Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân. Bên lề hội nghị còn có chuỗi các hoạt động trong ngày 25 tháng 10. Lúc 8 giờ, lễ khai mạc không gian Quảng Ngãi với 9 gian hàng, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Quảng Ngãi gồm nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hê-rê và nghệ thuật cồng chiêng dân tộc Co, giới thiệu văn hóa Sa Huỳnh, di sản quốc gia đặc biệt và du lịch Quảng Ngãi, trưng bày giới thiệu tài liệu về xúc tiến đầu tư, xúc tiến dự án viện trợ nước ngoài, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp tiêu biểu và đặc sản Quảng Ngãi. Gian trưng bày của ba doanh nghiệp lớn trong tỉnh là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Trung Quốc và Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Từ 9 giờ 20, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh sẽ tiếp xúc chào xã giao ngài đại sứ các nước Iran, Angola và Azerbaijan. Từ 14 giờ đến 17 giờ, tại phiên gặp gỡ kết nối song phương, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh sẽ tiếp xúc chào xã giao ngài đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh chủ trì cùng lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc, lãnh đạo các sở ngành và các doanh nghiệp tham gia tọa đàm cơ hội hợp tác và đầu tư vào Quảng Ngãi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi sẽ phản ánh toàn bộ sự kiện trong các bản tin thời sự và livestream phiên chính thức hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023.